Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin Nhịp đập thị trường. Bản tin hôm nay gồm những thông tin chính sau đây. Hội chợ triển lãm trái cây tại Tiền Giang tiêu thụ hơn 30 tấn trái cây. Nuôi tôm thẻ chân trắng tại Cà Mau cho hiệu quả kinh tế. Nghệ An đặt mục tiêu khai thác 25.000 tấn hải sản trong vụ cá Bắc 2011-2012. Các địa phương chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán. Sau một tuần lễ hoạt động, tối 4 tháng 12, Hội chợ triển lãm trái cây Việt Nam Việt Fruit 2011 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức đã bế mạc. Trong 6 ngày, hơn 80.000 người dân trong và ngoài tỉnh Tiền Giang đã đến tham quan mua sắm các mặt hàng trái cây, cây giống và sản phẩm nông nghiệp khác. 30 gian hàng trưng bày trái cây đặc sản các loại đã bán ra trên 30 tấn trái cây với tổng trị giá khoảng 8 tỷ đồng. Các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà vườn cũng đã ký được khoảng 500 bản ghi nhớ với các đối tác về cung ứng các sản phẩm nông nghiệp. Hội chợ thu hút các doanh nghiệp ở 13 tỉnh, thành tham gia trưng bày, triển lãm hơn 200 gian hàng, trong đó có 30 gian hàng trái cây, còn lại là các gian hàng phục vụ nông nghiệp và các ngành hàng tổng hợp khác. Đây còn là dịp để các doanh nghiệp, nhà vườn gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc sản xuất trái cây thương phẩm, quảng bá thương hiệu của trái cây Việt Nam. Đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2009, tính đến tháng 10 năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam đã đạt kim ngạch xuất khẩu 5 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến đến hết năm 2011, công ty xuất khẩu đạt 7 tỷ đô la Mỹ, trở thành một trong những doanh nghiệp nước ngoài có giá trị xuất khẩu lớn nhất Việt Nam. Đây là đơn vị 100% vốn nước ngoài chuyên sản xuất lắp ráp các sản phẩm điện tử. Cùng với sự ổn định sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam nghiên cứu đổi mới công nghệ cho ra đời một số dòng sản phẩm mới. Gần đây nhất là đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất máy hút bụi, phấn đấu đến năm 2012 đạt 100 triệu sản phẩm, tạo việc làm có thu nhập ổn định cho gần 20.000 lao động. Hiện nay, ngoài nuôi tôm công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, thì mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng cũng đang được bà con nông dân đặc biệt quan tâm bởi lợi nhuận thu được không thua kém các loài thủy sản khác. Cũng chính hiệu quả này mà diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng tại Cà Mau đang dần được đầu tư mở rộng. Theo Chi cục Nuôi trồng Thủy sản tỉnh Cà Mau, tính đến thời điểm này, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh được mở rộng trên 700 hectare. Với giá tôm ổn định ở mức cao như hiện nay, dự báo đến cuối năm, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng có thể tăng lên 1.000 hectare. Qua thực tế thả nuôi, một số bà con nông dân cho biết, ưu điểm của nuôi tôm thẻ chân trắng là thời gian thả nuôi ngắn từ 2 đến 3 tháng là có thể thu hoạch, đặc biệt thả nuôi với mật độ dày. Trong khi đó, sức đề kháng của tôm thẻ chân trắng cao hơn tôm sú, nên năng suất thu hoạch tăng gấp 3 đến 4 lần trên cùng diện tích. Nuôi sú thì cũng hiệu quả nó cao mà thời gian nó dài quá. Giống liếng thì nó hơi khó thu hồi giống hơn. Nuôi thẻ thì nó nhanh hơn. Giá của con sả chân trắng cũng khá cao. Cái tỷ suất lợi nhuận ở trên cái diện tích nuôi tôm chân trắng là hiện tại là cũng rất là lớn. Tỉnh Cà Mau khuyến khích bà con nông dân mở rộng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng, góp phần tăng sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên trên thực tế, diện tích thả nuôi tôm chân trắng không chỉ nằm trong vùng quy hoạch của tỉnh mà còn tự phát ở nhiều nơi. Đây cũng chính là vấn đề quan ngại của các ngành chức năng. Nếu trong quá trình nuôi xảy ra dịch bệnh trên tôm thì sẽ rất khó kiểm soát và xử lý kịp thời. Ở đây mà nhắc nhở khuyến cáo người dân là nên là phải nuôi nằm trong cái vùng quy hoạch, tức là vùng quy hoạch ở đây nói chung là quy hoạch cho nuôi tôm sú và tôm chân trắng luôn. Người tiêu dùng trên thế giới đang có xu hướng chuyển qua ăn tôm thẻ chân trắng do giá thành rẻ hơn các mặt hàng tôm sú đông lạnh từ 30 đến 50%, nên sức cạnh tranh của tôm thẻ chân trắng hiện nay trên thị trường là rất cao. Mặc dù vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như các cơ quan chức năng khuyến cáo bà con nông dân trong thời gian tới vẫn xem tôm sú là đối tượng nuôi chủ lực, bởi nuôi tôm thẻ chân trắng nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi và sản phẩm xuất khẩu thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Nghệ An có nghề khai thác cá vụ Bắc truyền thống lâu đời. Trong vụ cá Bắc năm 2011-2012, tỉnh Nghệ An đề ra mục tiêu khai thác 25.000 tấn hải sản. Để đạt được mục tiêu trên, Nghệ An tiếp tục xây dựng các văn bản quy phạm luật pháp nhằm quản lý tốt công tác khai thác và đảm bảo an toàn cho hoạt động nghề cá, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm đến công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động, kiên quyết không cho các tàu cá không đủ điều kiện, trang thiết bị an toàn cho người và phương tiện ra biển, làm tốt công tác dự báo ngư trường để ngư dân theo dõi và thực hiện.
Trong vụ này, ngư dân luôn chịu khó đi biển, tìm hiểu, phát hiện ngư trường mới nhằm tăng năng suất, hiệu quả khai thác. Tuy nhiên, hiện nay ngư dân đang gặp khó khăn khi bước vào khai thác, đó là giá dầu và giá các loại nguyên liệu phục vụ đi biển tăng cao. Việc chuyển đổi nghề khai thác đang hạn chế do ngư dân thiếu vốn, ngư trường hạn hẹp, nguồn lợi thủy sản ngày càng khan hiếm. Mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng các địa phương trên cả nước đã và đang tích cực chuẩn bị nguồn hàng phục vụ cho dịp Tết. Phản ánh của phóng viên truyền hình Thông tấn tại Đà Nẵng. Mưa lũ liên tiếp trong tháng 10 và tháng 11 gây ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất lương thực, thực phẩm tại Đà Nẵng. Khắc phục khó khăn, thành phố đang tích cực chuẩn bị nguồn hàng cho dịp cao điểm tiêu thụ cuối năm. Đến nay, đã có nhiều doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tham gia dự trữ, chuẩn bị nguồn hàng hóa để đáp ứng nhu cầu người dân dịp trước, trong và sau Tết. Chúng tôi cũng đã đề nghị ban thành phố hỗ trợ kinh phí để dự trữ một số lượng hàng hóa, ví dụ như thịt heo, rồi các phương tiện vận chuyển để phục vụ cho các xã miền núi, các khu công nghiệp. Thứ ba là chúng tôi chuẩn bị các điểm mua, các điểm bán hàng để tạo cái thuận lợi cho người dân tiếp cận của thành phố. Và chúng tôi tổ chức một cái tháng bán hàng khuyến mãi cũng như tổ chức các hội chợ. Và đặc biệt chúng tôi cũng đã hướng dẫn các cái siêu thị, các cái chợ trên địa bàn để chuẩn bị một cái lượng hàng hóa thật sự phong phú, chất lượng và các dịch vụ đảm bảo để làm thế nào cho người dân họ mua bán thuận lợi nhất. Kể từ tháng 9 năm nay thì chúng tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị cái lượng hàng hóa phục vụ Tết. Đến nay thì toàn bộ cái lượng hàng hóa Tết đã được cơ bản hoàn tất và chúng tôi đã đang nhập hàng hóa về. Đối với Đà Nẵng thì năm nay chúng tôi dự trữ khoảng hơn 50 tỷ lượng hàng hóa để mà phục vụ cho Tết. Để đảm bảo vấn đề ổn định giá cả cũng như chất lượng hàng hóa, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng phục vụ Tết, tập trung vào nhóm các mặt hàng thiết yếu như gạo, đường, dầu ăn, thịt, thực phẩm chế biến, rau củ quả và thủy hải sản. Điều đặc biệt chúng tôi quan tâm là thứ nhất là về chất lượng của hàng hóa, thứ hai nữa là về an toàn vệ sinh thực phẩm và về giá cả. Làm sao tất cả các quầy hàng, hàng hóa thì phải đảm bảo chất lượng và phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và về giá cả thì phải niêm yết và bán đúng giá niêm yết. Cùng với việc phân phối hàng dự trữ Tết tại các hệ thống chợ và siêu thị, thành phố Đà Nẵng cũng có kế hoạch tổ chức bán hàng bình ổn giá tại một số địa phương, phục vụ đồng bào khu vực nông thôn, miền núi để tạo ra nhiều điểm bán hàng Tết với giá bình ổn, rộng khắp, góp phần bình ổn thị trường. Còn tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu Sở Công Thương triển khai ngay các giải pháp điều hòa cung cầu, tổ chức tốt hệ thống phân phối, giảm tối đa khâu trung gian, đồng thời có biện pháp can thiệp hoặc trình cấp có thẩm quyền can thiệp kịp thời, không để xảy ra khan hiếm hàng hóa, tăng giá đột biến các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2012. Cùng với việc công khai các thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật, kiểm tra kiểm soát không để các doanh nghiệp cá nhân thu gom đầu cơ tích trữ hàng, tùy tiện tăng giá bất hợp lý, Sở Công Thương Hà Nội xử lý nghiêm kịp thời các hành vi đầu cơ đưa tin thất thiệt về cân đối cung cầu giá cả hàng hóa dịch vụ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, mở rộng mạng lưới kinh doanh, tích cực đưa hàng về nông thôn và các khu cụm công nghiệp. Thực hiện cung ứng đầy đủ thường xuyên các mặt hàng thiết yếu và các mặt hàng chính sách đến vùng xa trung tâm và những nơi khó khăn. Bên cạnh đó, Sở Công Thương Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp, các nhà sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế thực hiện văn minh thương mại, niêm yết công khai giá bán hàng hóa dịch vụ, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại khác nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thành phố Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, kể cả thu hồi giấy phép kinh doanh hoặc đề nghị cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật. Trên thị trường chứng khoán phiên đầu tuần, cả hai chỉ số tăng mạnh trở lại và phá vỡ xu hướng ít biến động ở các phiên trước đó. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5 tháng 12 năm 2011, chỉ số VN Index tăng 7,31 điểm, tức 1,9%, lên 391,19 điểm. HNX Index tăng 1,79 điểm, tức 2,9%, lên 63,47 điểm. Thanh khoản gia tăng mạnh ở cả hai sàn. Khối lượng cổ phiếu được chuyển nhượng trên sàn HOSE khoảng 34,9 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị giao dịch 391,34 tỷ đồng.
Diễn biến trái ngược ở những phiên trước đó khi mở cửa cả hai sàn đều tăng điểm với thanh khoản khá tốt. Tuy nhiên giữa phiên có phần chững lại và bùng nổ trở lại vào cuối phiên. Tâm lý hứng khởi bắt đầu trở lại ở cả hai sàn thể hiện qua sự gia tăng về mặt thanh khoản. Thông tin về thị trường chứng khoán đã khép lại bản tin nhịp đập thị trường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.